không được giành giật súng nha, không được làm gãy súng. Ai làm gãy súng của Tion, Tion mắc đền nha. Còn bạn nào thiếu súng giơ tay lên, theo Tion cung cấp súng cho con 200 cây súng cho 200 anh em. Lấy cái màu đỏ, lấy cho con lại, nhớ bỏ rác vô thùng nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi đại chiến người cá với săn trộm buôn bán động vật hoang dã nha. Ai đóng dây buôn bán động vật hoang dã giơ tay. Trời, đóng dây ác gì đó hả? Đóng dây ác qua bên tay trái, đóng dây người cá qua bên tay phải. Những bạn làm người cá thì phải có đuôi cá. Còn Tion chính là cảnh sát môi trường. Tion sẽ hỗ trợ người cá đi bắt săn trộm. Sao bắn Tion? Tion chưa thay đồ mà. Có nghĩa là Tion được quyền bắt săn trộm. Những săn trộm bị Tion bắt sẽ nhốt vô cái đảo đó đó. Và Tion chỉ bắt được săn trộm với điều kiện là người cá bắn trúng tên săn trộm đó thì cảnh sát môi trường mới được bắt tên săn trộm đó, hiểu không? Là bạn người cá Simba, người cá Simba bắt lấy súng bắn cho Tion nha, bắn trúng bạn nào thì tôi bắt bạn đó. Còn những bạn săn trộm có quyền trốn xuống nước để tránh né, nhưng mà bị trúng nước là sẽ bị bắt, bị tôi đụng là bắt. Không được giải thoát. Đã bị tôi bắt vô trong đó là không được giải thoát. Phải làm, phải đeo đuôi cá. Rồi trò chơi bắt đầu nha, bắt đầu quẩy nha mấy em. Người cá biến hình nhanh lên nha. Em nhớ bắn, bắn trúng mấy bạn cho tôi bắt nha. Em bắn được bạn nào thì tôi mới được quyền bắt bạn đó. Còn em trong vòng 15 phút mà em không bắn hết mấy bạn đó, Tion không bắt được là chúng ta sẽ thua nha. Còn mấy bạn lo chạy trốn hết rồi. Trong vòng 15 phút em cố gắng bắn trúng nha, Tion sẽ đi theo em. Tính ra làm người cá sướng thấy mồ. Dí bắn người ta, còn mấy đứa kia lo chạy trốn thấy mồ. Đeo vô lặng quá, núp núp me, không thấy. Ngóc lên bắn, búp, dính mấy đứa cho tôi bắt luôn cho dễ. Mấy đứa săn trộm này tôi ghét nó lắm. Dám bắt cọp nấu cao, lấy sừng tê giác bán. Quá tàn nhẫn. Hôm nay trò chơi này sẽ lên án những tên săn trộm buôn bán động vật hoang dã. Sẵn sàng, bắt đầu. Người cá đã xuất phát. Người cá đang bơi với vận tốc 20 cây chuối 1 giờ. Bơi nhanh quá vậy ta. Có quyền bắn cảnh sát môi trường nhưng mà tôi không sao hết. Cũng có quyền bắn người cá, người cá cũng chả sao. Nhưng mà người cá mà bắn trúng mấy em là có sao đấy nhé. Bắn trúng chưa? Bắn trúng thì tôi mới được quyền đi bắt bạn này. Rồi, thì em phải lo chạy trốn, còn em để Tion bắt nữa thì Tion dịnh em luôn. Mời em vô, Tion đã đụng vô em rồi là em là bị bắt dính rồi. Thì em đứng ở đây em cứ... anh bị là em là bên cảnh sát môi trường mà. Thôi em đứng lên đây cho đừng có bị lạnh. Thôi em cứ đợi vô. Đứng lên đây em lo bắn người cá, em chọc người cá, em bắn người cá. Em đứng đó em bắn đi, nè bắn người cá nè. Bắn cho người cá bị phân tâm, không tấn công đồng bọn săn trộm của mình đó. Rồi, ủa sao không dọn bên này đó, thì dọn hai bàn ăn chay đi anh. À, ngồi bên này cho gọn luôn hả? Rồi, 3 phút đã trôi qua, chỉ còn 12 phút nữa. Nếu người cá không bắt được mấy em, bắn được mấy em để cho Tion bắt là coi như đội người cá sẽ thua. Nhanh lên người cá. Qua bắn.
lấy tay vuốt nước qua lại. Các bạn ơi, người cá không quen sử dụng súng rồi mấy bạn ơi. Người cá quen chưa? Rồi cầm súng giùm nè. Chết rồi. Người cá này có vẻ chiến đấu với săn trộm yếu quá, không đủ sức rồi. Trời ơi, lẹ bắn, bắn đi, bắn mày. Bắn, bắn vậy mà cũng bắn hụt được, hay quá vậy trời. Rồi dính bạn Minh rồi. Em qua đây nữa, kia qua qua đây kia nữa. Bạn Minh không được lên bờ. Mấy bạn săn trộm không được lên bờ nha, xuống nước nha bạn nè. Xuống nước bơi đi, ai mà lên bờ là trên diện á. Xuống nước lại lên. Rồi. Tion xin thông báo bỏ qua hai bạn đó luôn. Bạn Nori và bạn Minh coi như đã bị bắt nha. Tại bạn đó chơi gian rồi đi bắt mấy bạn khác. Bạn nào lên bờ là coi như thua. Lẹ qua bao giết. Xuống luôn. Bự như dâu vậy đó. Bắn nó chết tiêu ơi. Sao con cá này bắn hụt không vậy? Chắc phi vụ này bất khả thi quá. Cảnh sát môi trường nãy giờ bị bắn tả tơi mà người cá bắn gì chì vậy trời. Bắn trúng bạn này chưa? Trời ơi, qua bên đây. Cảnh sát môi trường bị săn trộm tấn công vào chim. Đau quá. Anh biết không, khoa la không? Khoa la hả? Có khoa la. Trời ơi, em săn trộm tốt khoa la luôn hả? Khoa la. Trời ơi, khoa la, thú quý hiếm của Úc. Đúng. Dạ, em bị bắt. Cái người cá nãy giờ mà đi bắt được có một mình em thôi đó. Em bắn nó luôn cho Tion đi. Cảnh sát môi trường không tin tưởng vô người cá nữa. Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa thôi là trò chơi kết thúc. Nếu 5 phút em không bắn được mấy tên săn trộm để tôi bắt là coi như chúng ta thua. Ôi ôi, săn trộm này mạnh quá à. Bắn hoài luôn em. Ôi ôi ôi. Mạnh dữ vậy trời. Đưa lưng ra cho người ta đỡ súng nữa. Ê mà em cũng rảnh quá ha. Mấy săn trộm khác sao em không bắn. Ôi ơi. Chỉ còn 2 phút cuối cùng thôi các bạn ơi. Ê bắn nó, bắn nó đi. Rồi. Vậy mà cũng để hụt nữa. Kìa săn trộm bắn em kìa. Bắn được rồi đâu có sao. Người cá mà. Rồi trò chơi xin được kết thúc. Đội của săn trộm đã chiến thắng, đội người cá đã thua.